Phật pháp nói khởi nguyên của vật chất là một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh chính là a la da Trong vô minh có ba loại hiện tượng xuất hiện. Loại nghiệp lực thứ nhất, nhà khoa học gọi là năng lượng. Năng lượng từ đầu đến, năng lượng từ chấn động mà đến. nhà khoa học cận đại có người cho rằng toàn thể vũ trụ là hiện tượng ba đồng họ dùng dây đàn tượng trưng định luật dây đàn tất cả hiện tượng đều là sản sinh như vậy rất gần gũi với cách nói trong phật pháp Do năng lượng sinh ra tin tức Tin tức là hiện tượng tinh thần Nhà Phật nói là thọ tưởng hành thức Từ thọ tưởng hành thức Biến hiện ra hiện tượng vật chất Cho nên vật chất từ đầu đến Vật chất từ tâm tưởng sanh Nếu như quý vị hiểu được đạo lý này Vấn đề sẽ rất dễ giải quyết Tâm tưởng sanh Hiện tại tâm tưởng chúng ta không tốt cho nên hiện tượng vật chất biến hoại rồi Chúng ta đổi một ý niệm khác Hiện tại chúng ta tâm tưởng đều là thiện Đều là việc tốt Tai nạn trên trái đất này sẽ không còn nữa Thân thể chúng ta tật bệnh liền có thể khôi phục bình thường Khôi phục mạnh khỏe Cho nên ngày nay giải quyết vấn đề không phải là vật chất Phải dùng vấn đề Tâm lý để giải quyết Khoa học ý niệm dùng những thứ mới mẻ này Để giải quyết Mới có thể quá giải tai nạn này Cho nên trong kinh đều nói là tự nhiên Tất cả báo ứng là tự nhiên Ý niệm tự nhiên này rất sâu